mình sẽ câu cá bằng ốc nhá các bạn nhá. Đấy, mình không câu bằng giun đâu, giun nó bẩn quá. Này làm cái video câu cá cho anh em xem. Lấy con ốc này, ốc ruộng nhá. Ngồi đâu? Chú ngồi đâu? Dạ. Anh ngồi ở kia. Được, được của nó các bạn ạ. Úi dồi ôi, được con cá chấm à. Tiếc rồi, rồi. Đâu, nói với các bạn nào, bao hồi chờ đợi vừa cũng xịt con to thì bây giờ mình cũng được một con nhỏ bạn nhớ. Con này không buộc được đâu, con này buộc được mà, buộc được. Đây làm mồi đi, mình làm mồi bằng cỏ các bạn ạ. Sau một hồi ăn mồi động vật không được thì mình chuyển sang mồi thực vật các bạn nhé. Vì cá đây nó ăn quen các bạn đấy, đây là đang ăn quen rau à đâu? Cỏ này là cỏ to lên. Cỏ gì nhỉ? Cỏ voi. Cỏ voi đúng rồi. Quen ăn cỏ voi ấy. Ao này thường chỉ có cá rô và có chấm. Theo lời của bạn, mình kể là có một mồi của mình làm đây. Mồi là lá sắn các bạn nhá. Lá sắn nhá. Nói chung các bạn, bây giờ mình sẽ đào cái củ chuối. Củ chuối mình sẽ xào cái con cá nhá. Om đi. Om. Om luôn. Có thể nói là củ chuối đây là đặc sản rất nhiều vùng miền, nhưng mà đặc trưng nhất đây là vẫn là của Phú Thọ, quê mình bạn nhá. Là Sơn La cũng vậy. Được. Nhưng bây giờ mình đang cắt cái củ chuối này, xong là sau đó mình sẽ dán số cá ở đây, rồi dán vàng đi, dán vàng xong bọn mình sẽ nấu om cùng với bẹ cái củ chuối này và ít rau lá lốt, rau mùa xương sông các bạn nhá. Mình cho tí ớt vào nhá mọi người nhá, ăn cho nó hơi cay cay vào. Thời tiết đang lạnh. Hôm nay bọn mình cũng mang nguyên liệu là cũng có tí nguyên liệu thôi, chứ không mang đủ. Nếu anh em nào làm thì thấy bọn mình thấy thiếu thì thông cảm nhá. Ô.
Đấy, cá nó đang rán đây. Đấy. Giờ mình sẽ cho cái củ chuối đấy vào xào trước nhá. Đấy. Nay bọn mình lên trên ao. Chả có cái gì đâu. Anh em là thấy có hứng thú làm vài món để ăn trưa thôi. Ăn tạm này thôi. Đấy. Mình xào cho nó vừa chín rồi mình cho cá vào tiếp nhá. Mọi người xem ở đây này, ui dồi ôi, toàn rừng với núi thôi, chả có cái gì đâu. Đấy, nếu anh em nào thấy thích đi câu như bọn mình làm như thế này cũng được, ăn tốt. Trời như sắp mưa ao bên kia kìa. Đấy, sẽ không ạ. Mai đã về Phú Thọ rồi. Đấy, sắp chín rồi đấy. Mút xem nào. Quá là thơm. Trời, vô. Đây, đầu bếp long. Đấy. Úi dồi ôi, thơm vãi. Thật các cháu ạ. Này được cái chảo siêu to khổng lồ. Mua lại của bạn Tân Vlog à? Đây là cái lán nha mọi người nhá. Đấy. Mưa gió nó bay hết rồi. Được rồi đấy bạn ạ. Ừ. Được rồi đấy. Giờ mình sẽ cho cá vào nhá. Ôi xời, chết. Cái này không ăn được thì thơm được tận lô đít. Cá cho vào mình sẽ không đạp, là mình chỉ để om như vậy nhỉ. Không nó sẽ nát cá. Đảo thì mình sẽ nát nhá. Rồi. Cho muối gia vị vào, muối chính vào. Đấy, thơm luôn, phình phịch. Ở đấy các bạn ạ, bây giờ bọn mình đã, cái đấy đã chín rồi. Bây giờ bọn mình sẽ ngồi ăn trực tiếp ở đây nhá, ở gần cánh lúa này cho nó xanh và đẹp. Đấy, và các bạn nhìn xem, ở đây toàn rừng núi thôi. Đấy, rừng núi rất là nhiều đấy, kia quả đồi trên nè. Đấy, bây giờ bọn mình sẽ ăn ở đây nhá. Đấy các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ thưởng thức xem cái món của mình làm như thế nào nhá. Rồi, mời các bạn nhá. Giờ mình mời các bạn nhá. Ăn thử cái chuối, thử cái chuối xem. Mời các bạn nhá. Ngon vãi lồn, mẹ ngon thật. Quá ngon. Ngọt cay nữa mọi người ạ. Ôi, quá tuyệt vời. Ôi dồi, điều hòa nó mát quá. Với cái củ chuối này thì nó làm được với rất nhiều món ăn. Các bạn cứ lên YouTube các bạn tìm hiểu. À không thì các bạn, lúc nãy mình các bạn ơi, lúc nãy máy mình hết dung lượng, chết tiếc thật. Để quay cho các bạn xem cảnh bọn mình ăn đây. Bây giờ còn có đây này mọi người nhé. Đây các bạn ơi, ngon quá bạn ạ. Đây là lần đầu mình nên được Trường mời lên Sơn La, thì hôm nay Trường có rủ mình lên nương chơi và câu cá, đi xem cái thác nó như thế nào, bờ núi nó như thế nào. Thì câu phải đến 2 tiếng đồng hồ bọn mình mới được có 4 con cá bằng cổ tay thôi. Xong là mình nhìn ở đây có nhiều chuối, mình nghĩ ra món ăn đó là củ chuối om với cả cá rất ngon. Các bạn có thể lên mạng tìm hiểu hoặc là làm theo cách của mình nhé. Và tiếp theo là các bạn thông cảm cho bọn mình là hôm nay bọn mình chỉ đi chơi bình thường thôi,
nên chuẩn bị một số đồ dùng dụng cụ cần thiết thôi. Nó rất thiếu thốn về gia vị nên các bạn không cả. Đấy. Ăn đi. Các bạn ăn đi. Đây. Ăn cái củ chuối này kèm với cái miếng cá này rất là ngon các bạn ạ. Nên sẽ kèm cho các bạn xem. Đây, mời các bạn nhé. Ngon ngon cay cay nữa. Ngọt. Củ chuối này ngọt các bạn. Nó kèm là vị ngọt của củ chuối. À, mùi rất thơm, thịt cá rất chắc. Ở đây là cá này, cá nuôi bình thường thì chỉ có cho ăn cỏ voi với lại cỏ sắn. Cỏ sắn. Lá sắn. Lá sắn thôi. Nên là nó rất sạch, ăn thì nó rất chắc các bạn nhé. Rất ngon, các bạn cứ thử một lần làm đi, ngon lắm. Vừa ăn đừng ngửi mấy cái mùi hương vị của lúa này rất là ngon. Thơm các bạn ạ. Ăn rất thoải mái. Tí gió Lào nữa đã mát luôn. Đằng sau lưng bọn mình là trải trải dài của các ruộng lúa bậc thang. Một năm ở đây trồng được 2 vụ lúa. Thì lúa đằng sau lưng bọn mình đây là nó vừa mới trổ bông xong, kéo phải khoảng 2 tháng nữa mới gặt được. Trước mặt thì là có một cái suối rất đẹp luôn. Ngồi đây vẫn nghe thấy tiếng nước chảy, rồi núi xung quanh nhiều cây cối trong lành mát mẻ. Trời hôm nay là may mắn bọn mình đi chơi thì may mắn là trời nắng nhẹ, rất đẹp các bạn nhé. Gió thổi rất mát luôn. Các bạn có dịp thì lên Sơn La chơi nhá. Sơn La đẹp lắm các bạn ạ. Không, các bạn nào đấy thấy thì lên lúc nào alo mình. Đấy, mình dẫn đi xem đồi núi với lại thác. Đấy. Không có nhiều thác đẹp đâu, ở chỗ mình này. Nhưng mà có vài cái thác nhìn đẹp đấy. Nếu các bạn thích thì comment ở dưới. Cho mình xin số điện thoại. Mình lâu lâu có dịp lên chơi. Sang một châu, Mộc Châu luôn. Ngon thật đấy. Ăn được thì đã. Ăn được thôi. Cay quá các bạn ạ. Cũng vào tay nghề đỉnh cao. Mình không biết nói gì nhiều các bạn ơi. Nói được cho các bạn nghe được tí thôi chứ mình hay ngại các kiểu. Đấy. Chắc mình xin phép các bạn là dừng video tại đây. Đấy. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhá. Bây giờ thì mình xin chào tất cả các bạn nhá. Chào tất cả các bạn nhá. Nhớ like và đăng ký kênh cho Trường nhá. Ăn đi xong tí đã.